Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. 10 trận đấu đỉnh cao của Neymar ngay mùa giải đầu tiên chơi cho PSG. Năm 2018, siêu sao Neymar được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Pháp mùa giải 2017-2018 tại buổi lễ trao giải ở Paris và một lần nữa phủ nhận tương lai của mình tại PSG, trang sức người Brazil đã đoạt giải thưởng nói trên. Dù đã bỏ lỡ 3 tháng cuối cùng của mùa giải vì chấn thương, sau khi gia nhập PSG với bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới hồi tháng 8 năm ngoái, Neymar đã ghi được 19 bàn trong 20 trận đấu cho PSG trước khi bị chấn thương bàn chân vào tháng 2 vừa qua, buộc phải phẫu thuật tại quê hương Brazil của mình. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Năm 2017, Neymar rời Barca đến PSG với mức phí chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu là 222 triệu euro. Và chỉ sau một mùa giải thi đấu cho đội chủ sân công viên các hoàng tử, tiền đạo Brazil đã khiến tất cả phải ngã mũ thán phục với những màn trình diễn siêu hạng của mình. Dù kể, sự thăng hoa của Neymar trong màu áo của đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian đó cũng khiến nhiều người phải nể phục. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua 10 trận đấu đỉnh cao của tiền đạo sinh năm 1992 trong năm 2018 qua video sau đây. Ngày 3 tháng 2 năm 2018, Paris Saint-Germain có cuộc đụng độ Lille tại Ligue 1. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của Lille đã khá vất vả với Neymar khi anh có vô số những lần qua người hay đi bóng đầy khó chịu. Kỹ thuật sẵn có, cộng với sự tinh quái của mình, ngôi sao sinh năm 1992 không ít lần khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Và rồi từ pha sút phạt đầy đẳng cấp, tiểu Pele đã khiến tất cả nỗ lực bắt chết anh trở nên vô nghĩa khi tiền đạo mang áo số 10 đã vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào lưới đối thủ. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, Neymar có một trận chạm trán nảy lửa với các cầu thủ Uruguay bằng những pha đảo chân lừa bóng. Tiền đạo mang áo số 10 khiến cho đối thủ nhiều lần phải phạm lỗi để ngăn cản anh. Thế nhưng anh vẫn có cách để khiến đối phương phải nể phục. Đầu tiên là cú sút phạt cực kỳ nguy hiểm của tiền đạo người Brazil làm cho thủ thành của Uruguay phải trường người hết cỡ để cản phá bóng. Sau đó là vô số những tình huống làm khốn đốn hàng phòng ngự đối thủ trước khi ngôi sao sinh năm 1992 này thực hiện một tình huống 11m thành công đem về bàn thắng cho đội bóng xứ Samba. Màn trình diễn trong lần PSG đối đầu với Angers cũng là một trong những màn trình diễn thành công rực rỡ của Neymar. Đầu tiên, tiền đạo người Brazil đã có một pha căng ngang kiến tạo đầy chính xác cho Cavani ghi bàn. Tiếp đó, anh tiếp tục đưa tiền đạo người Uruguay vào một tình huống ngon ăn nữa. Tiếc là cú đánh đầu cuối cùng của Cavani lại đưa bóng chạm cột dọc. Cuối cùng, sau những tình huống tạo cơ hội cho đồng đội, thì tiểu Pele cũng có bàn thắng riêng cho mình với cú đệm bóng cận thành khá đơn giản sau đường truyền của Mbappe. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, Neymar từng giúp đội bóng của mình đánh sập đối thủ Monaco ngay trên chính sân của họ. Cụ thể, khởi đầu trận đấu, cầu thủ sinh năm 1992 đã có một pha căng ngang chuẩn xác để Cavani ghi bàn mở tỷ số cho PSG. Tiếp đến cũng chính anh là người góp công nhiều nhất vào bàn thắng thứ hai khi có một đường truyền đầy sắc bén cho đồng đội để kiến tạo cho Cavani lập cú đúp. Cuối cùng thì sau những nỗ lực của mình, cầu thủ mang áo số 10 cũng có thể tự điền tên lên bảng điện tử khi thực hiện thành công cú đá 11m ở phút 64 của trận đấu. Trong trận đấu với Rennes hôm ngày 7 tháng 1 năm 2018, một lần nữa cái tên Neymar lại tỏa sáng nhất trên sân. Khai mạc trận đấu, ngôi sao xứ Samba có một tình huống chọn vị trí và dứt điểm đầy quyết đoán để ghi bàn.
Tiếp theo đó là một tình huống phản công đầy mẫu mực khi chính cầu thủ sinh năm 1992 là người bắt đầu và cũng là người kết thúc bằng một bàn thắng sau hàng loạt sự phối hợp với đồng đội. Sau đó là vô số những tình huống nguy hiểm mà anh đã tạo ra trước khung thành của Rennes trước khi tiền đạo mang áo số 10 này cùng Di Maria phối hợp để Mbappe ghi bàn kết thúc một ngày thi đấu chói sáng. 90 phút làm khách trên sân của Nice là 90 phút tỏa sáng của Neymar khi anh có cú đúp giúp PSG vùi dập đối thủ 3 bàn không gỡ. Siêu sao người Brazil mở tỷ số với pha dứt điểm lòng trong hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Walter Benitez không thể cản phá dù đã bay người. Sang hiệp 2, Neymar khiến đội chủ nhà chịu cảnh mất người. Cầu thủ mang áo số 10 của PSG có pha nằm sân sở trường sau khi bị Willian Cyprien đánh tay vào mặt và trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đuổi cầu thủ của Nice. Chưa dừng lại tại đây, tiền đạo sinh năm 1992 ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ với pha đệm bóng dễ dàng vào lưới trống nhờ đường kiến tạo từ Mbappe. Trong trận Paris Saint-Germain gặp Montpellier tại Ligue 1 vào mùa giải 2018, Neymar tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng của mình. Mở đầu cho màn trình diễn này, cầu thủ mang áo số 10 mang về một bàn thắng cho đội chủ sân công viên các hoàng tử bằng cú sút 11m chính xác. Tiếp đà hưng phấn, anh tiếp tục có cho mình một bàn thắng nữa để hoàn thành cú đúp sau pha đệm bóng cẩn thận từ đường kiến tạo của Cavani. Ngoài ra, trong trận đấu này, anh còn vô số những pha đi bóng và qua người một cách đầy kỹ thuật khiến đối thủ phải toát cả mồ hôi. Đội bóng tiếp theo trở thành con mồi của Neymar là Lyon trong trận đấu ngày 7 tháng 10 năm 2018. Ngay phút thứ 9, tiền đạo mang áo số 10 đã ghi bàn thắng bằng một cú sút penalty đầy lạnh lùng. Sau đó, anh có hai pha chuyền bóng đưa Mbappe đối diện với thủ thành đối phương. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ người Pháp lại không thể đánh bại người gác đền bên phía Lyon. Neymar còn có một pha solo đầy ngoạn mục nhưng bị hậu vệ đối thủ đốn ngã. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến chân của Mbappe và không bỏ lỡ, cầu thủ sinh năm 1998 này cuối cùng cũng có bàn thắng riêng cho mình. Đến PSG, Neymar đã khiến các hậu vệ ở Ligue 1 phải rất khổ sở và lần đụng độ với Rams là một điển hình. Đầu tiên là một cú đá phạt đền lạnh lùng của tiền đạo xứ Samba, giúp anh mang về bàn thắng riêng cho mình. Sau đó là một cú hất bóng điệu nghệ từ chấm phạt trực tiếp đầy khó chịu để thủ môn đội bạn đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Cavani đem về bàn thắng thứ hai cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Tiếp đến, Neymar góp công rất lớn vào bàn thắng thứ ba khi chính anh là người có cú chọc khe quyết định để đồng đội ghi bàn. Những phút còn lại của trận đấu, tiền đạo sinh năm 1992 này còn có những pha qua người đầy ngoạn mục và tạo ra những đường chuyền đầy chết chóc. Tuy nhiên, đồng đội của anh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong trận đấu gặp Dijon ngày 17 tháng 1 năm 2018, trên sân nhà, Paris Saint-Germain đã chứng tỏ sức mạnh không thể ngăn cản khi vùi dập đối thủ 8 bàn không gỡ. Dù đội khách không quá tệ khi đứng giữa bảng xếp hạng và rất tự tin hành quân đến Paris. Thế nhưng, Dijon chỉ đứng vững được 5 phút là làm nền cho Neymar và các đồng đội phô diễn, đặc biệt là tiền đạo mang áo số 10 tỏa sáng với cú poker khiến đối thủ phải khiếp sợ. Và đây chính là màn trình diễn thăng hoa ấy của ngôi sao Brazil.
Bạn ấn tượng với màn trình diễn nào nhất trong những màn trình diễn chói sáng vừa rồi của Neymar? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.